chiều không gian không niệm khởi, trở về sự tĩnh lặng, sáng suốt bên trong. Bạn bắt đầu nhận biết tư tưởng đang đến đi trong tâm thức rõ nét hơn. Bạn nhận ra rằng tư tưởng, ý niệm phát khởi trong tâm thức không phải là tất cả con người bạn. Vậy mà trước đây, bạn luôn bị nó chiếm đóng toàn bộ tâm trí. Bạn luôn bị nó dẫn dắt về những nẻo đường của lo lắng, bất an, sầu muộn. Tâm trí lôi bạn về quá khứ, kéo bạn đến tương lai với những dự định, dự án, những hoang mang lo sợ về một điều gì đó sẽ xảy ra. Và bạn đã rời xa mảnh đất của thực tại đầy bình an và nhiệm màu. Thực tại là cái toàn thể, thống nhất và luôn diễn ra trong giây phút đang là. Nhưng một khi tâm trí nhảy vào thì mảnh đất thực tại bị chia nhỏ, phân mảnh, bóp méo. Khi rời xa thực tại đang là cũng có nghĩa ta đang rời xa sự tĩnh lặng, thuần khiết bên trong chính mình, rời xa con người chân thật nơi chính mình. Tất cả tinh yếu của thiền đều nằm ngay chỗ này. Tinh yếu của thiền nằm ngay chỗ không tâm trí hay trạng thái nhận biết, đơn thuần, không niệm khởi. Vì lý do đó nên Tổ Huệ Năng mới lấy vô niệm làm tông. Còn Phật Hoàng Trần Nhân Tông thì cũng nói điều tương tự là đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Khi trở về sự tĩnh lặng, ta sẽ nhận diện ra một chiều không gian mới của tâm thức, chiều không gian rộng lớn, sáng suốt, nhận biết, thuần khiết, trong sáng, tĩnh lặng, trùm khắp. Chiều không gian không niệm khởi, chiều không gian của cái biết toàn tri.